Xin chào mọi người và nhất là các anh chị em ở cái thế hệ 7X. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với các anh các chị về cái một cái việc mà rất là quan trọng trong cái năm hết Tết đến. Và một cái việc đó là thí dụ như là đầu năm chúng ta sẽ chọn cái tuổi nào xong nhà của mình, xong đất đạp đất của mình sẽ thuận lợi, nhiều may mắn, tính theo tử vi vận hạn mọi thứ để mà các anh các chị có thật sự là một cái năm Tân Sửu gọi là được thành công mỹ mãn ở trong công việc. Những người mà đang trong cái hàng 7 là thật sự là đây là những cái người mà gọi là có cái đạt cái độ chính nhất định ở trong cái việc mà làm ăn tài lộc, cho nên là mình phải cần cái gì đó nó hiểu được hơn về tử vi phong thủy. Những người của hàng 7 thì là những người đã trải qua va đập rồi, trải qua cái chữ thăng trầm ở trong cuộc sống, sẽ hiểu được là vận thế mọi thứ nó thật sự là có tinh, có kiên, có lành, đúng không? Chứ còn có nhiều người mà ví dụ như các em ở hàng 9 thì ui, sao cũng được ha. Thì em đã chia sẻ cho người hàng 5 và hàng 6 rồi, bây giờ thì tới hàng 7. Đầu tiên hết của hàng 7 dĩ nhiên là một người sinh năm 1970. Các anh các chị tuổi Canh Tuất với mệnh Thoa Sơn Kim, vàng trang sức. Thì như đã nói ở những cái video trước là đối với em thì xét chủ yếu cái người xông nhà là thiên can và địa chi. Nếu mà được thiên can ngũ hợp hoặc là thiên can tam hợp, thiên can ngũ hợp thì thuận thành, quá tốt đẹp. Còn không có thì thiên can đồng hàng là ok, đúng không? Rồi còn không nữa thì thiên can là nạp âm ngũ hành là tương sinh là cái thứ ba. Còn địa chi thì nếu mà được lục hợp thì quá tuyệt vời, không thì có tam hợp là ok. Thì như vậy người mà Canh Tuất là chữ canh thì sẽ có ngũ hợp với thiên can với chữ ất. Mão Canh Tuất với Mão là thiên can lục hợp, cho như vậy thì rõ ràng là sẽ chọn người ất Mão sinh năm 1975 mà để xong nhà cho người Canh Tuất thì là quá tuyệt vời, đúng không? Khi mà ất với ất với canh là ngũ hợp của thiên can, và Mão với Tuất là lục hợp của địa chi, như vậy là quá tốt đẹp khi đến Mão ha. Ất Mão 1900 xong nhà cho Canh Tuất. Còn cái thứ hai mà có thể tốt đẹp á, thì có những người như Canh Ngọ sinh năm 1990 với chữ canh đồng hàng của thiên can, và Ngọ Tuất là thuộc cái bộ tam hợp. Tốt thứ hai cũng không kém đó là người Canh Dần sinh năm 2010, các cháu Canh Dần, chữ canh cũng đồng hàng và Dần với Tuất là thuộc cái bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất về địa chi. Tốt. Cái thứ ba là những người Mậu Ngọ 1978 nè, Mậu Dần 1998. Khi cái chữ Mậu nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh ra chữ canh, khi Mậu là thổ và canh là kim. Ngọ và Dần thì là thuộc cái bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất với lại người tuổi Canh Tuất. Trong cái thứ ba đó, trong cái tốt thứ ba thì còn có người Kỷ Mão. Thì Mậu Kỷ là đều nạp âm ngũ hành là thổ, sinh ra canh thiên can là kim. Mão với lại Tuất là lục hợp. Cho nên là trong cái hàng mà thứ ba có 3 tuổi ha, Canh Ngọ, Mậu Ngọ, Mậu Dần và Kỷ Kỷ Mão. Ok. Rồi, như vậy thì tổng hợp lại mình ha, nhất vẫn là ất Mão cho những người Canh Tuất sinh năm 1970, chắc chắn đầu tiên là phải là ất Mão ha. Thứ hai là Canh Ngọ và Canh Dần. Thứ ba là Mậu Ngọ, Mậu Dần và Kỷ Mão. Có tới 6-7 cái tuổi để mà lựa chọn. Hy vọng rằng các anh các chị sẽ biết là tuổi nào phù hợp với mình để mà xong nhất đất đạp nhà. Có thể là con ở trong nhà, ví dụ như trước ngày giao thừa tuổi nó đi ra thì ngoài đường đi, cúng giao thừa xong nó bước vô nó đạp đất nhà mình là chuyện rất bình thường, không có gì ha. Cháu chắc cũng được, mọi thứ người trong nhà xong nhà cũng ok, chứ không phải nhất thiết là phải người bên ngoài nha mọi người nha. Rồi, tiếp theo của hàng 7 chính là các anh các chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, cũng là mệnh Thoa Sinh Kim. Thì Tân Hợi, Bính thì hợp Tân, Hợi với Dần là lục hợp, cho nên nếu như mà người Tân Hợi thì tốt nhất vẫn là người Bính Dần sinh năm 1986 ha. Thứ nhì thì gồm có Tân Mão và Tân Mùi. Cả hai chữ Tân Mão và Tân Mùi xét về thiên can là đồng hàng. Mão Mùi là tam hợp.
Tân Mão là 2001, 2011 và Tân Mùi là 1991. Thứ ba của người Tân Hợi chính là người Kỷ Mão và Kỷ Mùi. Thì cái hàng chữ Kỷ này á, là nạp âm ngũ hành là Thổ, sẽ sinh ra chữ Tân, nạp âm ngũ hành là Kim. Mão Mùi là bộ tam hợp Hợi Mão Mùi với người Tân Hợi. Trong cái hàng thứ ba này còn có Mậu Dần, sinh năm 1998. Vì sao? Vì chữ Mậu cũng là nạp âm ngũ hành Thổ, sinh ra chữ Tân. Rồi đó là Dần với Hợi, thực chất là lục hợp. Nó nằm trong bộ tứ hành xung Dần Thân Tỵ Hợi, nhưng mà Dần với Hợi thực chất là lục hợp. Cho nên ok, tốt. Như vậy thì 6 cái tuổi đối với người Tân Hợi sinh năm 1971 tốt nhất vẫn là Bính Dần 1986. Thứ hai là Tân Mão, Tân Mùi. Tân Mão là 2011, Tân Mùi là 1991. Và thứ ba là Kỷ Mão, Kỷ Mùi và Mậu Dần. Kỷ Mão thì 99, Mậu Dần 98. Kỷ Mùi thì 1979. Đó là người Tân Hợi. Tiếp đến đó là người Nhâm Tý, sinh năm 1972. Một trong những người mà ở trong năm Canh Tý gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi, không tốt đẹp bởi hạn 49 tuổi. Hy vọng rằng là chọn được cái tuổi thật sự hợp như thế này để cái năm Tân Sửu tốt đẹp hơn đối với các anh các chị. Người Nhâm Tý thì Đinh sẽ hợp Nhâm, Tý và Sửu là lục hợp. Cho nên người Nhâm Tý tốt nhất vẫn là người Đinh Sửu. Người Đinh Sửu nè, vừa là thiên can ngũ hợp, địa chi lục hợp. Người Đinh Sửu là thủy, người Nhâm Tý là mộc nữa, cho nên là tuyệt vời nhất là Đinh Sửu 1997. Thứ hai là Nhâm Thân và Nhâm Thìn. Khi chữ Nhâm sẽ đồng hàng với Nhâm Tý về thiên can, và Thân Thìn là bộ tam hợp với Tý, Thân Tý Thìn. Ok. Thứ ba thì sẽ là người Canh Thân, Canh Thìn. Canh Thân với Canh Thìn là chữ Canh nạp âm ngũ hành của thiên can là Kim, sẽ sinh ra chữ Nhâm nạp âm ngũ hành là Thủy. Thân Thìn là bộ tam hợp với Thân Tý Thìn. Rồi trong cái bộ này thì còn có cái người Tân Sửu. Khi chữ Tân của nạp âm ngũ hành của chữ Tân cũng là Kim, tiếp tục sinh ra Nhâm của Nhâm Tý. Sửu là lục hợp với Tý. Cho nên là trong cái bộ thứ ba này sẽ có Canh Thân, Canh Thìn và Tân Sửu. Ok. Như vậy là ba cái sáu cái tuổi mà tốt cho người Nhâm Tý 1972 sẽ gồm là tốt nhất là Đinh Sửu 1997, thứ nhì gồm có Nhâm Thân 1992 và Nhâm Thìn 2012, thứ ba gồm có Canh Thân 1980, Canh Thìn 2000 và Tân Sửu 1961 ha. Rồi tiếp đến đó là người Quý Sửu, những người sẽ phải chịu hạn Thái Tuế, trực Thái Tuế và hạn 49 tuổi ở trong năm Tân Sửu năm 2021. Quý thì sẽ là thiên can mà thuộc ngũ hợp sẽ là chữ Mậu. Sửu thì cũng giống như ở trên ha, là Sửu và Tý là lục hợp. Cho nên người Quý Sửu tốt nhất là người Mậu Tý. Các em các cháu Mậu Tý 2008 xong nhà là tuyệt vời ha. Khi Mậu hợp Quý, thiên can thuộc ngũ hợp, Tý Sửu là địa chi lục hợp. Ok. Tiếp đến thứ hai sẽ là Quý Dậu và Quý Tỵ, khi chữ Quý của hai cái tuổi này đồng hàng với lại chữ Quý của Quý Sửu. Dậu và Tỵ là bộ tam hợp Tỵ Dậu Sửu với tuổi của các anh các chị mà Quý Sửu. Thứ ba sẽ gồm có Tân Tỵ, Tân Dậu, khi chữ Tân là nạp âm ngũ hành là Kim, sinh ra chữ Quý nạp âm ngũ hành là Thủy. Bộ Tỵ Dậu sẽ là tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Ok. Tân Tỵ là sinh 2001 và Tân Dậu là 1981. Trong cái bộ thứ ba này sẽ còn có Canh Tý 1960, khi chữ Canh là sinh vẫn là nạp âm ngũ hành Kim, sinh ra chữ Quý là Thủy, Tý với Sửu là lục hợp. Ok. Ổn. Tiếp đến đó là Giáp Dần, sinh năm 1974 với mệnh Thủy thì Giáp hợp Kỷ, Dần sẽ là một lục hợp với Hợi. Cho nên chắc chắn rằng Kỷ Hợi 1959 là tuyệt vời đối với người Giáp Dần ha. Rồi tiếp đến có Giáp Tuất và Giáp Ngọ, khi Giáp Tuất là có chữ Giáp với cục đồng hàng với
Giáp Tuất và Giáp Ngọ có đồng hàng chữ Giáp đối với người Giáp Dần. Tuất Ngọ là bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất đối với người Giáp Dần ha. Giáp Tuất là 1994, Giáp Ngọ là 2014 hoặc là 1954. Tiếp đến đó là phải người cái tốt thứ ba sẽ là người Nhâm Tuất 1982, Nhâm Ngọ 2002. Khi mà chữ Nhâm nạp âm ngũ hành là thủy sẽ sinh ra chữ Giáp nạp âm ngũ hành là mộc. Ngọ Tuất sẽ là tam hợp với Dần Ngọ Tuất cùng cái tuổi ha, bộ tam hợp. Tốt. Thì trong cái thứ ba này sẽ có người Quý Hợi nữa. Tại vì chữ Quý thì cũng là nạp âm ngũ hành là thủy, Hợi là lục hợp với Dần. Cho nên là người Quý Hợi cũng ok. Tốt. Ha. Cái người Giáp Dần sẽ có 6 tuổi gần có Kỷ Hợi 1959 nè, Giáp Tuất, Giáp Ngọ ha. Rồi Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ và Quý Hợi 1983. Rồi, tiếp đến đó là người Ất Mão 1975. 1975 Ất Mão cũng tiếp tục là một cái người mệnh thủy. Người Ất thì hợp canh, giống như người canh Tuất ở trên, Ất Mão sẽ canh Tuất thì được Ất Mão là tốt nhất, thì bây giờ Ất Mão là canh Tuất là tốt nhất. Đúng không? Rồi. Tiếp đến đó là Ất Hợi sinh năm 1995 và Ất Mùi sinh 2015. Rồi, tại vì sao? Vì chữ Ất đồng hàng với Ất Mão ha, mà Hợi Mùi thì tam hợp với Mão. Cái thứ ba là người Nhâm Tuất 1982 và Quý Hợi 1983. Khi sao? Nhâm là thủy. Sinh ra ra Ất là mộc. Tuất với Mão là lục hợp. Đây là cái bộ lục hợp rất là đẹp. Quý Hợi và Quý Mùi thì cái chữ Quý là nạp âm ngũ hành là thủy. Sinh ra chữ Ất. Rồi. Mùi với lại Hợi là tam hợp Hợi Mão Mùi với lại Ất Mão. Ok. Như vậy là 6 cái tuổi đối với người mà Ất Mão 1975 để mà sông đất thì gồm có canh Tuất nè. 1970, Ất Hợi 1995, Ất Mùi 2015, Nhâm Tuất 1982, Quý Hợi 1983 và Quý Mùi 2003. Ok. Tiếp đến đó là người Bính Thìn sinh năm 1976. Bính Thìn là người mệnh thổ. Bính thì hợp Tân, Thìn với Dậu là lục hợp, chắc chắn là sẽ chọn Tân Dậu. 1981 là tuyệt vời nhất với Bính Thìn. Đúng không? Như vậy Bính Thìn thì có cái hàng bính sẽ tốt với là Bính Tý và Bính Thân. Cái thứ hai ha, bộ Tý Thân thì sẽ là tam hợp với Thân Tý Thành. Ok. Thứ ba sẽ cần có Giáp Tý, Giáp Thân và Ất Dậu. Giáp Ất thì là thuộc mộc, sẽ sinh ra bính thuộc hỏa về nạp âm ngũ hành của thiên can ha. Tý Thân là tam hợp với Thân Tý Thành, cũng giống cái thứ hai. Riêng Dậu, Ất Dậu thì là Dậu với Thìn là lục hợp, cho nên ok, tốt. 6 cái tuổi mà đối với người Bính Thìn 1976 sẽ gồm Tân Dậu 1981, Bính Tý 1996, Bính Thân 2016, Giáp Tý 1984, Giáp Thân 2004 và Ất Dậu 2005. Ok. Tiếp đến đó là người Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đinh Tỵ cũng là một người mạnh thổ. Rồi. Như vậy Đinh thì hợp Nhâm. Nếu mà xét về lục hợp về địa chi là Thân Tỵ thuộc lục hợp. Như vậy là Đinh Tỵ 1977 tốt nhất vẫn là Nhâm Thân, khi Nhâm và Đinh là ngũ hợp, Thân Tỵ là lục hợp ha. Bên cạnh đó cái thứ hai sẽ là Đinh Dậu 2017 và Đinh Sửu 1997. Khi chữ Đinh của hai cái tuổi Đinh Dậu và Đinh Sửu sẽ cùng hàng với lại chữ Đinh của Đinh Tỵ. Dậu và Sửu là tam hợp với Tỵ Dậu Sửu. Ok. Thứ ba sẽ có tuổi Ất Sửu và Ất Dậu. Khi cái bộ chữ Ất này á là nạp âm ngũ hành là mộc, Đinh là hỏa, cho nên gọi là nạp âm ngũ hành tương sinh. Sửu và Dậu là bộ tam hợp với Tỵ Dậu Sửu. Ok. Ngoài ra còn có Giáp Thân 2004, khi chữ Giáp cũng là mộc, sinh ra nạp âm ngũ hành của chữ Đinh, đúng không? Rồi đó là Thân Tỵ là lục hợp, cho nên ok. 6 cái tuổi
của Đinh Tị sẽ gồm Nhâm Thân 1992, Đinh Sửu 1997, Đinh Dậu 2017, Giáp Thân 2004, Ất Sửu 1985 và Ất Dậu 2005. Ok. Tiếp tục, người hàng 7 tiếp theo đó là người Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Mậu với Quý là thuộc thiên can ngũ hợp. À, Ngọ với Mùi là địa chi lục hợp, cho nên sẽ chọn cái người Quý Mùi 2003. Xong đất cho người Mậu Ngọ là tốt nhất. Khi Quý Mùi là mộc ha, Mậu Ngọ là hỏa, cho nên là tuyệt vời luôn. À, tiếp đến đó là Mậu Tuất 1998 và Mậu Tuất 1958 và Mậu Dần 1998. À, khi là Mậu Tuất 1998 và Mậu Dần là cái chữ Mậu đồng hàng với thiên can Mậu Ngọ. Dần Ngọ Tuất là bộ tam hợp với lại tuổi Ngọ. Ok. Tiếp đến nó còn có Bính Tuất và Bính Dần. Khi cái thiên can của chữ nạp âm ngũ hành của thiên can chữ Bính là hỏa và Mậu là thổ, cho nên nạp âm ngũ hành là tương sinh. À, Dần Ngọ Tuất là bộ tam hợp. Ok. Ngoài ra còn có người Đinh Mùi sinh 1967 trong cái hàng thứ ba này. Khi Đinh cũng là nạp âm ngũ hành hỏa, sinh ra Mậu, Mùi với Ngọ là lục hợp. Như vậy 6 cái tuổi của người Mậu Ngọ, song đất của người Mậu Ngọ tốt nhất là Quý Mùi. Thứ nhì là Mậu Tuất và Mậu Dần. Thứ ba là Bính Tuất, Bính Dần và Đinh Mùi. À, rồi, ok. Người cuối cùng của hàng 7 chính là người Kỷ Mùi sinh năm 1979. Thì Giáp thì hợp Kỷ, Mùi Ngọ thì là lục hợp. Như vậy là phải chọn Giáp Ngọ 1954 hoặc là 2014. À, sẽ rất là tốt cho người Kỷ Mùi. À, ngoài ra cái thứ hai sẽ còn là Kỷ Hợi và Kỷ Mão, khi chữ Kỷ đồng hàng với Kỷ Mùi. À, và Hợi Mão Mùi là bộ tam hợp. À, Kỷ Hợi là 1959, Kỷ Mão là 1999. À, cái thứ ba sẽ là Đinh Hợi 2007 và Đinh Mão 1987. Khi chữ Đinh nạp âm ngũ hành là hỏa, sẽ sinh ra nạp âm ngũ hành của chữ Kỷ là thổ. Ha, Hợi Mão Mùi là bộ tam hợp của giống như trên. Ngoài ra sẽ còn người Bính Ngọ, khi chữ Bính cũng là nạp âm ngũ hành là hỏa, sinh ra chữ Mậu. À, Ngọ với Mùi là lục hợp. Như vậy là ok. 6 cái tuổi mà tốt cho người Kỷ Mùi sẽ gồm Giáp Ngọ 1954 hoặc là 2014, Kỷ Hợi 1959 hoặc là Kỷ Mão 1999, Đinh Hợi 2007, Đinh Mão 1987 và Bính Ngọ 1966. À, như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ một cái số kiến thức nhỏ về cách chọn tuổi nào phù hợp xông nhà cho những người hàng 7. Hy vọng rằng các anh, các chị, các bạn ứng dụng cái này mà chọn cho mình một cái người xông nhà đạp đất vào ngày Tết của năm Tân Sửu một cách tốt nhất và phù hợp nhất, để một năm khởi động nhiều may mắn, tài lộc hanh thông. Chúc tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, mọi chuyện đều hanh thông, vui vẻ. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.